Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 trên 6 của bài 13. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. À, chúng ta có từ mới kế tiếp. Từ thứ 20 đọc là chèn tan. Chèn tan âm hán Việt là giảng đơn. À, hai cái âm hán Việt này vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Và cái từ này với cái nghĩa là đơn giản. À, đơn giản. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. 昨天的问题你解决好了吗?昨天的问题你解决好了吗? Cái vấn đề của ngày hôm qua bạn đã giải quyết xong chưa? Chè chè hào ma. Cái gì đó xong rồi lơ ma có nghĩa là rồi chưa? Ví dụ sư phán lơ ma ăn cơm rồi chưa? Ăn cơm chưa? Tha lại lơ ma anh ấy đến chưa? Hải Mỹ à? Hải Mỹ là chưa? Hải Mỹ à? Vẫn chưa nữa. Quý sầm à?

Ni yeng gai qu qing wang jing li bang ba. Hao ming à, Vâng, ngày mai tôi sẽ đi. À, chúng ta mở rộng thêm ngược lại với từ chèn tan ta có từ phu giả phu giả là phức tạp như vậy mình có thể nói là trước cái vấn thị hình phu giả cái vấn đề này rất là phức tạp chỗ thiên tôi sư hình phu giả cái việc của hôm qua rất phức tạp xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 昨天的问题你解决好了吗？还没呀、啊？为什么？这个问题一点也不简单。你应该去请王经理帮忙吧。好，明天我就去。用他读来。昨天的问题你解决好了吗？还没呀、啊？为什么？ 好, cái tiếp nữa chúng ta có từ phiêu lẹng, phiêu lẹng, âm hán việt là chữ phiếu và lượng 啊, thì âm hán việt không còn thấy dùng trong tiếng việt của mình nữa. Và với cái nghĩa là đẹp hoặc là xinh đẹp, từ này có thể dùng cho phụ nữ hoặc là dùng cho à, rất nhiều những cái sự vật khác. Đẹp hoặc là xinh đẹp. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Quán xéo chè hình xung miệng, hình xung miệng liễn ly. Li. xung miệng liễn ly li là thông minh, lanh lợi. Quán xéo chè hình xung miệng liễn ly. Li. Tuy à, rễn tràn tơ, hình béo Rảnh ràng ta, dễ hình béo lên, vâng, và người cũng rất đẹp nữa. Tha trẻ huynh là ma? tha trẻ huynh là ma? Trẻ huynh là kết hôn hoặc là có gia đình. tha trẻ huynh là ma? Cô ấy đã có gia đình chưa? Rảnh gia, dấu liền có hại chưa là? Rảnh gia, dấu liền có hại chưa là? Rảnh gia là người ta. Người ta đã có hai con rồi đó. Người ta đã có hai đứa con rồi đó. Và một đoạn khác nữa chưa cơ sổ chí hình peo len Trước cơ sổ chí hình peo len Cái điện thoại di động này Sổ chí là điện thoại di động Cái điện thoại di động này rất đẹp Xưa dễ hình quê Xưa dễ hình quê vâng và cũng rất đắt Rất mắc, mắc tiền á, Và mở rộng thì chúng ta Tách cái từ peo len ra Chúng ta lấy một cái từ len thôi Len không là sáng Ví dụ như trời sáng rồi thiên liêng là khoai chỉ xoáng bà khoai chỉ xoáng bà mau dậy thôi trời sáng rồi mau dậy thôi liêng là sáng à, xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha quảng xéo chị hình sung miền liễn ly tuy à rỉnh tràng tơ dễ hình pheo liêng tha chị khuynh lơ ma Rảnh giá dấu liền cơ hải xưa là 这个手机很漂亮。是啊，也很贵。và chúng ta có từ mở rộng liền thiên liền là khoai chỉ soạn bà cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 22 đó là từ quay dị quay là ngoại âm hán việc là ngoại và dị là ngữ thì âm hán việt này vẫn còn dùng rất nhiều quay uh, của là nước ngoài quay của rỉnh là người nước ngoài quay gì là ngoại ngữ âm hán việt và nghĩa cũng là ngoại ngữ luôn à, chúng ta xem ví dụ bên dưới ní xì hoan sẽ quay gì ma ní xì hoan sẽ quay gì mà bạn thích học ngoại ngữ không hẳn xì hoan nì nó hẳn xì hoan nì nó rất thích còn bạn thì sao còn bạn thế nào quả về hẳn xì hoan quả về hẳn xì hoan tôi cũng rất thích ní xì hoan sẽ sống ở quay gì xì hoan sớm Bạn thích học ngoại ngữ gì Hoặc là ngoại ngữ nào Sớm quay gì xì hoan Tôi thích học tiếng hoa hàng dị Hàng dị nản mà dị nản mà Tiếng hoa có khó không? Nản là khó Thiên hở số hình gì? thiên hợp số hình gì nghe và nói thì rất dễ xẻ nạn y tiền xẻ nạn hay là ý điện đều được tức là viết thì khó một chút xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nỉ xì hoan sẽ quay gì mà hẳn xì hoan hẳn xì hoan xì hoan sẽ sống quay gì quá sĩ hoan sẽ hàn dị hàn dị nản mà thiên hở số hẳn rộng gì. sẽ chiêu nán dị thì điện Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 23 là súng xẻn súng xẻn súng à, là tòng xuất giá tòng phu rồi đó từ tòng nó thì vẫn còn tòng quân à, tức là mình đi tham gia vào quân đội đi lính đó rồi tiền là trước ví dụ như phía trước chẳng hạn qua giá chẻn hay là chẻn bên cũng được tiền là trước nhưng tòng tiền thì không còn thấy dùng nhưng mà tách ra thì vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình và có cái nghĩa là trước kia hoặc là trước đây có khi mà dịch thoáng thoáng một chút ngày xưa ngày xưa gì đó cũng được thường dùng trong các cái câu chuyện kể chúng ta xem ví dụ bên dưới ni hớ xéo lì tới quán xì chẳng là nhiều khi xảo lì tới quan sát thời yang là mối quan hệ giữa bạn và xảo lì thế nào rồi với bạn lý thế nào rồi mối quan hệ giữa bạn và bạn lý thế nào, nào rồi tha zai về pu kể hỏa tạ tiếng hoa là tha trai về pu kể hỏa tạ tiếng hoa là nếu chúng ta nói là thà pu kể hỏa tạ tiếng hoa là anh ấy không có gọi điện cho tôi nữa còn bây giờ chai dẻ chúng ta nhớ như vậy Chai dẻ pu rồi chấm 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 gì đằng sau Tức là không bao giờ cái gì đó nữa Ta chai dẻ bu kể quả tà tiếng hoa là Anh ấy không bao giờ gọi điện cho tôi nữa Tại sao vậy Súng xén tờ sơ chứ bố giao số là Súng xén tờ sơ chứ bố giao số là những cái chuyện trước đây á, thôi đừng có nói tới nữa. Bố giao số là đừng nói nữa. Bố giao là đừng đừng và chúng ta xem mở rộng à, ví dụ như tha xuống sẻ suy y miệng chủ sư à, anh ấy trước đây là một đầu bếp với miệng có nghĩa là ý cưa miệng đây là lượng từ à, suy y miệng chủ sư là một đầu bếp xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè ni hớ xảo lì tới quan si là tha chai và bu kể của điện hoa là 为什么呢? súng xén tơ chứ bố số là cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 24 đó là từ xiên nẹn xiên nẹn ông bán Việt là thanh niên thì vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình thanh cũng còn và niên cũng còn nếu tách ra vẫn còn dùng thì cũng có nghĩa là thanh niên thôi chỉ những người trẻ tuổi và từ đây chúng ta mở rộng thêm là nản xiên nẹn là nam thanh niên tức là chàng trai nản xiên nẹn và nữ xiên nẹn thì là cô gái nữ sinh cô gái chúng ta xem ví dụ nữa ta ta anh ấy là một dĩ cơ đây ta sẽ hiểu là dĩ cơ chiến là một thanh niên còn thanh niên nó thế nào hình nẫn can chúng ta có một cái từ mới nẫn can là tháo vát giỏi giang người rất là giỏi rất là tháo vát làm được nhiều việc đó, gọi là nẫn can Ví dụ Cái người này rất là tháo vác, rất là giỏi việc ta sư ý cơ hình nâng Cậu ấy hoặc là anh ấy là một thanh niên rất tháo vác Rất giỏi giang sư ai xuế sĩ của tôi là Sư là là ý cơ Là một thanh niên còn thanh niên như thế nào thì nó cái thành phần nó sẽ nằm phía đằng trước. Ai sẽ sĩ ta sinh niên là một thanh niên ham học, hiếu học. Ai là yêu thích sẽ sĩ là học hành, à, một thanh niên ham học. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nữa. Papa 明天的事 tờ, shi, wo pa, tờ shi, cái chuyện của ngày mai, wo pa, pa đây là sợ. Ví dụ tôi sợ anh ấy wo pa tha pa tôi sợ thầy cô gì đó rồi tôi sợ rằng hoặc tôi e rằng nghe chỗ này thì sợ rằng e rằng cho làm không được động từ xong rồi đến mua lèo. thì có nghĩa là ví dụ cho mua là làm không được suy mua là đi không được mày mua là mua không được tức là không thể mua đó papa miễn thiên từ sư cho 你是一個很能幹的青年,你是一個很能幹的青年。啊, gong la thanh niên rất là giỏi, rất tháo vát. 怕什麼,所以就要自先啊,要自先啊, à. à. phải tự tin chứ. Tư âm việc là tự chúng ta gặp rồi, chứ chỉ tự nghĩ đó, chứ là tự và xin, âm um, mán việc là chữ tính. Nếu danh từ có nghĩa là thư còn động từ có nghĩa là tin

và mở rộng thì chúng ta có từ pa đó đó pa là sợ và pua lèo là không được nhớ là động từ phía trước xong rồi đến pua lèo phía sau nhắc lại mai pua lèo là mua không được chi pua lèo là đi không được tức là không thể đi bận việc gì đó chẳng hạn cho so pua lèo là làm không được không thể làm Kế tiếp chúng ta có từ thứ 25, từ này thì quen lắm rồi. Nì bộ chữ nữ, âm ấm việc là nữ, thì cũng chỉ là nữ hoặc là phụ nữ thôi. Chúng ta mở rộng nè, ôn lại thôi. Nị sẽ sơn, nị sẽ sơn là à, nữ sinh, tức là nữ học sinh thì là nữ sinh. Nị thủng xẻ, à, bạn học nữ. Nị thủng sơ, nữ đồng nghiệp. Nị rễn là con gái hay là phụ nữ gì đó. Rồi chúng ta có thêm một cụm nữa là nán nùy phiến tận Nán nùy phiến tận, nam nữ bình đẳng à, Nam nữ bình đẳng, phiến là bình và tận là đẳng à, Một từ tận không có nghĩa là chờ, trước đây chúng ta cũng từng gặp rồi Nán nùy phiến tận Chúng ta xem ví dụ bên dưới Ba bà mê mê giao xuế khung sổ to Ba bà mê mê giao xuế khung sổ to Khung sổ to không thủ đạo tức là karate bố ơi à, em gái em gái của con tức là em con nó muốn học karate thay giáo sửa khung sổ to nghĩ rằng thay yên cái bôi yên cái sửa khung sổ to nữa nghĩ rằng thay yên cái bôi yên khung sổ to con nghĩ rằng em á, hoặc là nó nên học karate không nghĩ rằng thay yên cái bôi yên cái sửa khung sổ to nữa Nữ nhân không nên học khúc sổ đao à. Nữ nhân không nên học sổ đao à. Con gái thì không nên học. Bù nhiên cái là không nên. Không nên học karate đâu. Con gái thì không nên học karate đâu. Sen dài nán nữ phiến tầng là. Sen dài nán nữ phiến tầng là. Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi. Nì nứng xuế thay dần nứng xuế à. nữ, nữ xue, thay dần nứng à. Con có thể học thì em cũng có thể học chứ nã nữ phiến tận Mở rộng ra thì ta có từ khung sổ to là karate Âm hắn Việt là không thủ đạo Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Papa, mê mê giao sẻ khung sổ to Nghĩ sàng thay yên cái, bố yên cái sẻ khung sổ to nữa Nữ rèn, bố yên cái sẻ khung sổ to à Xên dài, nã nữ phiến tận là Nì nửng xẻ, thái và nửng xẻ à. Như vậy cái người anh này á, là đang học karate Nhưng mà không muốn cho cái người em gái đi học à, Vậy thôi kế tiếp chúng ta tìm hiểu từ thứ 26 Khờ sư Từ này chúng ta cũng gặp lâu rồi Khờ là khả Khờ ai là khả ái, đáng yêu, dễ thương gì đó Khờ pa là đáng sợ Ta mới gặp từ pa đó Còn bây giờ khờ sư thì có nghĩa là Nhưng Hoặc là nhưng mà Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Miễn thế này chui giá ma. ma. Ngày mai bạn có đi đến nhà của bạn Vương không? Ngày mai bạn đi đến nhà bạn Vương không? Wa sư của mấy gian. gian. Tôi rất muốn đi, muốn. Nhưng mà tôi không có thời gian, khờ sư gian.

Chuyện này cũng cho mấy à sư hảo thay mãn là Hảo sư sư thay mãn là Tốt thì cũng có tốt đó Nhưng mà bận quá Khởi thay mãn là Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Miễn thiên này suy xe quảng giá mà Wà hẳn dễ dễ nài nài trang sư hào sư thai mạng là Kế tiếp nữa Từ thứ 27 ta có từ thuệ Thuệ âm hán Việt là thoái Hay là thối Không thấy còn dùng trong tiếng Việt của mình nữa Và nó có có nghĩa là cái chân Cái chân bằng da bằng thịt của mình á tại trong tiếng hoa nó có hai, hai cái từ còn một cái từ chân nữa là từ chèo có thể chỉ cho chân của mình chân tay của mình cái chân của mình nhưng cũng có thể chỉ cho chân bàn chân ghế ví dụ tro chèo là chân bàn san chèo là chân núi sơn cước em gái miền sơn cước cô gái sống ở, ở vùng núi ở chân núi rồi thì từ chèo đó là có thể dùng cho người có thể dùng cái từ chân nó dùng cho người hoặc là các cái sự vật khác còn thùy này là chỉ dùng cho người thôi hoặc là động vật thôi bằng da bằng thịt là được ví dụ như tru thủy là đùi heo chi thủy là đùi gà cái từ thùy này thì là cái chân cái chân của mình á à, chúng ta sẽ có thêm từ mở rộng là ta thùy là cái bắp đùi của mình và xẻo thủy là cái bắp chuối của mình à, từ thùy. chúng ta xem ví dụ bên dưới chin thiên quay sầm mò xèo quảng lại <laughs> nó hôm nay tại sao xèo quảng nó không đến vậy bạn vương không đến vậy thiên hôm qua bạn ấy đi chạy bộ chân bị đau rồi thận là thận là đau đau. thiên mà thiên hôm qua không phải là sinh nhật của bạn ấy à Hôm qua không phải là sinh nhật của bạn ấy à Bú sư Chín thiên chảy sư tha sân rư Chín thiên chảy sư tha sân rư Không phải đâu hôm nay mới là sinh nhật của bạn ấy Chảy mới Chảy sư mới là Mới là sinh nhật của bạn ấy Thì chúng ta mở rộng ta có từ Pau bu Pau bu à, Nghe chỗ cái câu mà B nói á Pau bu thì là chạy bộ Và ta có thêm từ thẫn nữa thẫn là đau Đau Ví dụ thủ thẫn thì là đau đầu Sầu thẫn là đau tay Thùy thẫn là đau dân Dèn thẫn là đau mắt Giả thẫn là đau răng Tu sự thận là đau bụng Như vậy chúng ta nhớ à, Cứ cái bộ phận nào trên cơ thể đau Thì chúng ta đặt phía đằng trước từ thận là được rồi Chúng ta có nè Chin thiên tờ sư hành thổ thẫn Cái việc của ngày hôm <laughs> nay Rất là đau đầu Wò cơ bu chè chuyện Wò cơ rỉnh bu chè chuyện

Một ví dụ nữa là Tha kênh của số 3 tiền lại Tha kênh của số 3 tiền lại Anh ấy nói với tôi là 8 giờ đến A kênh B số là A nói với B Tha kênh của số 3 tiền lại Anh ấy nói với tôi là 8 giờ đến Khởi số 3 tiền ban lại Nhưng mà 8 giờ rưỡi thì anh ấy mới đến Khởi số 3 tiền ban lại Như vậy là xảy là chỉ cái gì đó muộn màng Chỉ cái gì đó khó khăn Mới đạt được ở cái, cái cái nghĩa này. Cái tiết chúng ta có từ thứ 28 là mão biên, mão là mau, mau là lông tơ mềm, lông thỏ nè, lông chồn nè, đó các lông cừu rồi đó, đó là mau, mão, còn biên là bệnh. À, Thá biên là anh ấy bệnh rồi. Sân biên là bị ngã bệnh. Rồi, còn mão biên ở đây không phải là bệnh về lông mà chúng ta hiểu mão biên là những cái tật, những cái thối xấu, những cái bất thường, cái gì đó bất thường mẫu biên chúng ta xem ví dụ bên dưới xèo liến ni quay sớm lại hoàn lá xèo liến ni quay lại hoàn lá bạn lâm à tại sao bạn đứng trễ rồi quay sớm ni lại hoàn là hoàn là hoàn sang nằm trong từ hoàn sang là buổi tối nhưng một từ hoàn không là trễ lại hoàn là đến trễ Chỗ thiên của chi bộ Chỗ thiên của chi Hôm qua tôi đi chạy bộ Sở dĩ Chào sáng, bố lại. Số gì chào sáng, bố lại. Cho nên sáng sớm, chào là sáng sớm. Chị ở đây, có nghĩa là chỉ thoảng là thức dậy. Và chúng ta học một cái cụm là chị bố lại là dậy không nổi. Có nghĩa là mình mệt quá, à, ngủ dậy không nổi. À, các bạn cứ chịu khóa học thuộc lòng cụm này đi. Rồi mai mốt từ từ chúng ta học đến các cái bộ ngữ rồi chúng ta tính. Chị bố lại là dậy không nổi. Chỗ thiên của Số gì sáng, lại. Nì tơ mẫu biến à? Nì tơ mẫu biên à? Ủu dao khở trư là? Nì mẫu biên à? Cái tật của bạn á, Ủu dao khở trư là? Ủu là vô, dao là dược. Khờ là khả và trư là trị. Vô dược khả trị có nghĩa là không có thuốc nào mà có thể trị được nữa rồi. Tức là cái bệnh của bạn là hết thuốc rồi. Tiếng Việt nói vậy. Bệnh của mày hết thuốc rồi. Hết thuốc chữa rồi. Nì tơ mẫu biến à? Ủu dao khở trư là? Hành tươi bố chỉ, hành tôi bố chỉ cũng có thể nói là chân tôi bố chỉ, thật là xin lỗi, à, thành thật xin lỗi. Ủa tươi thủy hình thẳng à? Ủa tươi thủy hình thẳng à? Cái chân của tôi nó rất là đau, à, hoặc là cái chân tôi đau lắm. Và chúng ta thấy cái từ này, ủ giao khờ trư, ủ giao khờ trư, hết thuốc chữa. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nữa, Chưa có rễn, dầu bố xào máu biên à? Trước cái rễ vô bố sầu mẫu Cái người này có không ít những cái tật xấu Có nghĩa là có nhiều tật xấu Mình muốn dịch là không ít để các bạn dễ nhận dạng ra thôi Khi chúng ta dịch thoáng hơn là Cái người này hay cái tên này hay cái thằng này gì đó Có rất nhiều tật xấu Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Selin liến Nì lại sơ mơ lãi thiên wà chư bảo sang xì ơ bảo tiếng à ủkhởư là hình tôiơú chỉ waterơ thuệ hình thậ à và đến đây mình xin kết thúc phần 3/ trên 6 của bài 13 Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp à, Xin chào mọi người